Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Tin Vlog về với dưới quê mình á. Và quê mình nó có một trong những cái khu di tích lịch sử rất là nổi tiếng. Và sau đó là Tin Vlog sẽ muốn review cho mọi người xem. Và sau lưng mình đây là một trong những khu di tích lịch sử quốc gia có tên là Gò Địa Đạo. Địa Đạo Gò Thị Thùng. Đấy. Và cái nơi này thuộc về thôn Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách trung tâm thị trấn Chí Thạnh 20 km trở về hướng Tây. Và bắt đầu mình sẽ bắt đầu dưới đây trong cái hầm này, là ngày xưa là một trong những vùng căn cứ cách mạng của xã An Xuân và một trong những cái nôi nuôi dưỡng cái nguồn cách mạng của huyện Tuy An. Và người dân đã đào cái đường hầm này có cách độ sâu dưới lòng đất là tầm 5 m, nhằm để nuôi dưỡng các cái lực lượng nguồn gốc, lực lượng vũ trang của quân dân Việt Nam của chúng ta. Khi mà địch thả bom thì mình tránh né ở dưới đó. Và bây giờ xin mọi người hãy xem theo chân của Tin Vlog đi vào hầm Địa Đạo Gò. Cái cửa hầm xuống là chúng ta thấy là một cái mái nhà người ta đã xây lên và để cái khu di tích quốc gia Địa Đạo Gò Thị Thùng. Và đây là những bước thang, bậc thang chúng ta đi xuống hầm. Độ sâu tương đối là hơn 5 m đấy mọi người. Đấy, những bước thang mình sẽ bước xuống. Và mình sẽ đi hết cái con đường này cho mọi người xem. Đấy. Và vào những cái ngày mà lễ, ngày Tết về truyền thống của cách mạng thì cái đường hầm này được nối điện và mọi người đi rất là rõ ràng khi nhìn thấy. Còn đây là mình đi một mình trong cái ngày thường á, là không có điện mọi người. Là cái độ cao của nó là mình có thể là đi đứng luôn. Bây giờ là mình sử dụng đèn đội, mình sẽ đi cho mọi người xem. Cái lòng đất dưới đây là rất là lạnh mọi người. Đấy. Rất là lạnh nha. Quanh co cái độ cao của tầm qua đầu người. Còn đây là một trong cái lỗ ngóc. Lỗ ngóc nữa mọi người biết chi không? Để cho không khí nó xuống á, đây là lỗ ngóc. Để không khí nó xuống cho nó mình thở được, chứ không dưới đất là không có không khí mọi người. Đó. Cái độ cao một người đi đứng để cái mục đích là sau này mình khiêng những cái thương binh đồ đó là đi dưới này được và tiếp tới lương thực chạy chứ không phải khơm. Mọi người này xem nè, mình mới đi 1/3 đường thôi. Và cứ khoảng một khoảng cách thì lại có một cái lỗ ngóc nha mọi người. Đấy, lỗ ngóc trên để chi, để không khí nó thoáng xuống và mình có thể hít thở được không khí, nó không bị ngợp ở dưới lòng đất. Đấy. Và tới những cái chỗ ngã ba ngã bảy thì lại có những cái chỗ đây người ta gọi là chỗ tránh. Khi đi ngược chiều với nhau thì lỡ như chúng ta khiêng quát đồ đạc kinh càng thì chúng ta có thể, đây là một trong những cái chỗ tránh hai bên, để cho đây là chỗ tránh và đây là chỗ tránh để khi chúng ta đi ngược chiều với nhau. Tiếp tục làm quanh co mọi người ơi, không phải thẳng hàng nhá. Rất đẹp. Đây, chỗ tránh đây. Đấy. Cứ thỉnh thoảng là có một lỗ ngóc và thỉnh thoảng có một chỗ tránh. Wow. Nãy giờ đi cũng xa rồi đấy mọi người. Đi mấy phút rồi mà chưa hết này. Và đây tiếp tục là một chỗ tránh này. Và đây là chỗ ngóc lên trên để lấy không khí nè mọi người. Đấy. Đấy, lỗ ngóc xuống. Đấy, lỗ ngóc là lấy không khí để xuống chúng ta đi không phải ngợp. Và tiếp tục đi tiếp hành trình của con đường này nè mọi người. À, đây là chỗ tránh nữa nè. Rất tuyệt vời. Và đây là chỗ cua. Và đây là chỗ tránh mọi người nè. Đấy, cứ tránh và để khi chúng ta đi á, gặp người đối diện với nhau, ngược chiều với nhau thì chúng ta có thể tránh đi. Nè, nãy giờ mình đi miết mà chưa hết nè mọi người. Con đường này dài ghê chứ, hầm Địa Đạo này dài lắm. Tiếp tục nè. Chỗ tránh. Đây, chỗ tránh ở đây. Chỗ.
Mọi người có muốn tham quan cái địa đạo Gò Tì Thùng á thì hãy về cái với cái thôn Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Kỳ An. Nơi đây rất là nhiều truyền thống. Đấy, đây là lẩu tránh này. Đấy, mình đi hơi nhanh đấy mà vẫn chưa hết cái con đường này. Tiếp tục trò tránh đấy mọi người. Mình đi cho hơi nhanh chứ không, cái đoạn đường này nó dài lắm mọi người ơi. Này, quanh co này, quanh co. Và tiếp theo đây là một trong những cái lối đi khác. Nhưng mà lối này mình chưa khám phá, để sau này những cái review tập 2 mình sẽ khám phá và mình sẽ đi con đường lớn này ra tới cái chỗ chỗ dừng chân. Và đây là điểm cuối của cái hầm, và rồi là mình đã đi rồi rất là dài, cho nên là mình đã cách bớt đi rất là nhiều cái đoạn đường mình không đã quay nha mọi người. Và nên nhớ rằng nếu như ai mà đi vào các ngày lễ thì xã sẽ tổ chức là bắt điện cái đường hầm, đi rất là sáng và nhìn rất là rõ. Còn nếu như những ai đi tham quan vào những ngày thường thì tốt nhất là chúng ta cầm theo đèn pin như tin vlog. Điểm cuối của cái con đường hầm đấy, người ta cũng làm một cái mái che để cho cái miệng hầm nó không có mưa gió rồi đất nó sạt lở xuống đấy, nhìn rất là đẹp mọi người. Và đây là tin vlog đang đi trên cái con đường, còn cái đường hầm mình đi phía dưới đấy, đi rất là mệt. Và đây là một trong những cái lỗ ngóc mà để cho không khí nó xuống dưới bên hầm ấy mọi người. Đấy, là để một trong những cái nơi không khí được hầm, mình đi đường hầm ở dưới này này. Đấy, đây là một trong những cái lỗ ngóc, người ta gọi là lỗ ngóc để không khí nó xuống. Còn đây là một cái trại nhà để cho không mưa gió nó không xuống đây, đất nó không sạt lở ấy mọi người. Đấy, còn xung quanh đây là rừng keo. Đây, tin vlog vừa rồi đi rất là mệt, đi dưới hầm xong đi lần trên cái lỗ ngóc nó tiếp tục nè mọi người. Đấy, và đây tiếp tục cái lỗ ngóc, không khí cứ một khoảng là lại tiếp có, mình lại xem bên dưới thử có cái gì không. Tối lắm mọi người, đấy mình sẽ soi pin xuống thấy đường hầm dưới đấy. Còn đây là cái nhà trưng bày về các cái dụng cụ thô sơ mà dân của xã An Xuân đã đánh dẹp, tích lũy qua bao các thời kỳ, về các cái súng, về những cái bình đông, về những cái thau, về những cái cuốc sẵn mà người dân đã dùng để đào cái hầm địa đạo Gò Tì Thùng này nè mọi người. Được trưng bày trong này. Hôm nay là nhà trưng bày đóng cửa rồi, cho nên mình sẽ không có review cho mọi người xem được. Nếu có cái phần 2, mình sẽ review từng bộ cái sản phẩm và giới thiệu về cái mô hình sa bàn, về những trận chiến, những trận đánh lớn của thuộc về cái thôn Xuân Thành, xã An Xuân, cho mọi người thêm biết rõ hơn về. Vừa rồi tin vlog đã review xong toàn bộ về cái hầm địa đạo Gò Tì Thùng. Bây giờ tin vlog xin kết thúc video là tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người một lần nữa. Và nếu mọi người cảm thấy yêu về mến về tin vlog, mọi người hãy bấm một cái đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Nhớ mọi người vào YouTube gõ tin vlog. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.